Lời dự ngôn chuẩn xác, tháng 5 năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trúng lộc giàu sang, biết sớm ba điều này, chắc chắn tiền tỷ nhét chật két. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, trong bất cứ lĩnh vực và công việc nào, muốn thành công hay không thì ngoài nỗ lực và cố gắng cá nhân ra thì phải có sự nâng đỡ từ thần may mắn. Không ai có thể phủ định tầm quan trọng của sự may mắn trong cuộc sống cả. Nó có thể mang cho bạn lợi ích từ những việc bé nhỏ như được người khác trả lại đồ đã mất, hoặc vô tình trúng được phần thưởng khi đi mua đồ, cho đến những việc ảnh hưởng tới cả vận mệnh cuộc đời như trúng giải độc đắc, gặp được quý nhân giúp đỡ mình trên bước đường phát triển công danh sự nghiệp. Trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Đại Phú Quý muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch của năm Giáp Thìn năm 2024. Trong tháng 5 tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Mậu Thân sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho, bán phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp, con giáp này có gặp phải những khó khăn và trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay để cùng chiêm nghiệm. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Lời dự ngôn chuẩn xác, tháng 5 năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trúng lộc giàu sang, biết sớm ba điều này, chắc chắn tiền tỷ nhét chặt két. Đầu tiên là đặc trưng tính cách của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Linh hoạt, nhanh nhẹn và láu cá là đặc điểm nổi bật ở người cầm tinh con khỉ. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, hay còn gọi là tuổi khỉ, là dấu hiệu thứ 9 trong tử vi chiêm tinh học phương Đông. Bản mệnh hầu hết là người có cá tính tự tin. Họ hiếm khi đánh giá thấp bản thân của mình. Họ có một tinh thần dũng cảm và tình yêu nồng nhiệt khiến cho cuộc sống của họ mang nhiều màu sắc đặc biệt. Người tuổi khỉ có đầu óc phân tích nhạy bén và có khả năng biến mọi tình huống từ bất lợi thành có lợi. Họ có kỹ năng ngôn ngữ rất tốt, thông minh trong việc sử dụng tiền bạc và thích khám phá các vấn đề trong cuộc sống. Nếu họ nhìn ra một lỗ hổng hoặc một sai sót nào thì lập tức họ sẽ bắt tay vào làm lại nó. Tuy người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, vốn thông minh nhưng không tỉ mỉ và thiếu sự trung thực, khá ích kỷ, chỉ quan tâm tới lợi ích tốt nhất cho mình. Mọi người xung quanh thường tha thứ cho họ nhằm uốn nắn tính cách của họ, nhưng hầu như không có kết quả nhiều. Người tuổi khỉ có khuynh hướng tự phát và thường không thể cưỡng lại chính mình. Tiếp theo là tổng quan tử vi. Xem tử vi tháng 4 âm lịch, tháng Đinh Tỵ cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, phạm cục diện tương phá. Vận trình của con giáp này trước thịnh sau suy, thăng trầm bất ổn. Đầu tháng có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng. Từ giữa tháng trở đi, vận khí giảm sút, mưu sự trục trặc, cần phải thận trọng. Tuổi Mậu Thân toan tính mưu sự lớn, nhưng vấp phải nhiều áp lực và khó khăn, một phen chao đảo. Nhưng may mắn có nhị hợp quý nhân đứng ra che chở, tuổi Mậu Thân nhanh chóng trấn an tinh thần, tìm ra thế chủ động, kết quả công việc vẫn được đảm bảo. Vận trình tài lộc tuy không bằng tháng trước nhưng vẫn trên đà ổn định. Có nhiều khoản chi phí phát sinh trong tháng như cưới hỏi, ma chay, mua mới đồ vật trong nhà, các thiết bị điện tử để thay thế đồ hỏng hóc. Thể trạng của tuổi Mậu Thân khá tốt, duy trì điều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống đúng giờ, kiểm soát lượng thức ăn thì đảm bảo sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Nhất là những ai mắc bệnh dạ dày càng phải nghiêm ngặt trong chế độ dinh dưỡng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý khi đi lại, tránh tai nạn bất ngờ do âm sát thảm hại. Cụ thể về sự nghiệp, xem bói tử vi phương Đông, thầy tử vi chỉ rõ rằng do phạm cục diện tương phá, tình hình công việc của người tuổi Mậu Thân trong tháng 5 năm 2024 âm lịch này có nhiều biến động. Vận khí trước thịnh sau suy nên tiến hành việc quan trọng vào đầu tháng sẽ thuận lợi hơn. Bởi thời điểm này có quý nhân hỗ trợ, tuổi Mậu Thân làm việc vô cùng hiệu quả. Con giáp này luôn cảm thấy sung sướng vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch. Bản mệnh cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Từ giữa tháng trở đi, vận khí dần giảm sút, mưu sự trục trặc, hành sự phải hết sức thận trọng, kẻo nhận lấy thất bại nặng nề. Với những ai vừa mới thay đổi việc làm, dễ rơi vào tình trạng mà cũ bắt nạt mà mới.
nên tiết kế cảm xúc, điều chỉnh thái độ làm việc, bằng không khó mà trụ được ở nơi mới. Tháng này, một số bản mệnh sẽ mưu tính việc lớn như mua nhà cửa, khởi công xây dựng. Lúc bắt đầu sẽ một phen chao đảo và vấp nhiều trở lực. Tuy nhiên, một khi kiên trì tới cùng, sẽ được thiên đức quý tinh hỗ trợ, bản mệnh gặt hái thành quả xứng đáng. Đừng vội bỏ cuộc khi thấy khó khăn, nó chỉ mang tính tạm thời thôi. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Mậu Thân tháng 5 năm 2024 theo lịch âm. Tài vận tuy không bằng tháng trước nhưng vẫn trên đà ổn định. Việc giao dịch và ký kết hợp đồng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn vào đầu tháng. Các hoạt động cầu tài đầu tháng tại thời điểm cát khí vượng nhất. May mắn không ngừng tìm đến với bản mệnh, gặp được quý nhân, nước dâng cao đẩy thuyền lên cao, bản mệnh được trọng dụng. Bạn có thể được người khác mời về làm việc với mức lương cao, cũng có thể nhận được sự an lớn. Tài lộc cực vượng khiến cho bao người xung quanh, từ đồng nghiệp tới bạn bè của người tuổi Mậu Thân đều vô cùng ngưỡng mộ. Với những ai đang vướng vào các rắc rối về thủ tục pháp lý hay kiện tụng, tháng này có thể giải quyết ổn thỏa nhờ sự giúp sức của thiên đức quý nhân. Tuy nhiên, các tình này chỉ mang tới sự sáng quý, thuận lợi, chứ không trợ lực mạnh về tài chính. Có thể bản mệnh sẽ phải chi một khoản tiền lớn để xử lý việc này. Trong tháng, có khá nhiều khoản chi phí phát sinh như cưới hỏi, ma chay, mua mới đồ vật trong nhà, các thiết bị điện tử để thay thế đồ hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu biết cách chi tiêu cân đối, bạn vẫn có thể để ra một khoản tích lũy nhỏ. Về tình duyên, xem tử vi năm 2024. Trong tháng 5 năm 2024, nhờ có quý nhân xe duyên, tình cảm của người tuổi Mậu Thân ngày càng mặn nồng tốt đẹp. Người độc thân Mậu Thân có mộc dục trợ đào hoa, mang tới nhiều mối nhân duyên tốt lành, mở lòng cho đi, bạn sẽ nhận lại những điều hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, với các cặp vợ chồng, vì đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ, gây ra những hoài nghi, ngờ vực về tình cảm, nên tháng này cũng khá mệt mỏi, suy nghĩ nhiều. Về sức khỏe, tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024, về cơ bản, thể trạng của người tuổi Mậu Thân khá tốt. Với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên, có thời điểm bị áp lực tinh thần lớn, bản mệnh dễ có cảm giác chán ăn hoặc bị các cơn đau dạ dày hoành hành. Cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não, có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Nếu không làm chủ được cảm xúc, tuổi Mậu Thân dễ suy nghĩ bế tắc, hành động liều lĩnh, tự rước họa vào thân. Cả sức khỏe về tinh thần lẫn thể chất đều suy giảm nghiêm trọng. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch. Tuần 1 từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 âm lịch. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân có hung cát đan xen. Đầu tuần, bạn có thể nhận được sự tin tưởng hoặc đánh giá cao của cấp trên. Song sau đó, bạn có thể có những lời nói, hành động không thích hợp, gây ấn tượng xấu cho mọi người. Thương quan và kiếp tài cảnh báo bạn cần phải cẩn thận trong mọi việc. Tuy nhiên, tuần này, những người làm ăn và kinh doanh hoặc hành nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền công và lợi nhuận khá khá. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư hoặc khách hàng có tiềm năng. May mắn hơn, thiên tài cho thấy bạn còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may. Đáng tiếc, trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm tới đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này, người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch. Đầu tuần, do kiếp tài ngáng trở nên có thể người tuổi Mậu Thân sẽ phải đối diện với một vài rắc rối. Tuy nhiên, bạn không nên quá lo lắng, bởi với khả năng của mình, bạn hoàn toàn có thể khắc phục và vượt qua. Khoảng thời gian sau đó, thiên ấn và chính quan là dấu hiệu bạn được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thể hiện tài năng. Sao thiên đức phù trợ nên đến tận cuối tuần bạn mới gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi khá khá, bù đắp cho những sai lầm vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn, nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Thiên tài và chính tài xuất hiện vào cuối tuần chính là một dấu hiệu khẳng định đối với người làm ăn và kinh doanh. Bạn nhận ra rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, trời chẳng bắt ai phải đi vào ngõ cụt. Điều quan trọng là bạn phải thật sự vững vàng trước mọi biến cố.
tuần 3, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, đầu tuần, người tuổi Mậu Thân phải đối diện với nhiều điều xui xẻo không mong muốn trong sự nghiệp do có thương quan và tỷ kiên gây họa. Bạn sẽ có những ý kiến bất đồng với đồng nghiệp, không ai chịu lùi bước nên khó có thể đi đến quyết định thống nhất. Cơ hội kiếm tiền của bạn chỉ đến vào đầu tuần. Vì vậy, nếu thấy có cơ hội xuất hiện ở trước mắt và tự tin vào năng lực của bản thân, thì bạn cần chủ động nắm bắt. Nếu không, cơ hội sẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Còn nếu chưa đủ tự tin hoặc tiềm lực, bạn cần bình tĩnh, chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Tiểu Hào khuyên bản mệnh, làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù có dư giả tới đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân có những ngày cuối tháng rực rỡ, bạn có thể nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình và có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn được phép hoành hoang, coi thường người khác. Thường quan và kiếp tài xuất hiện vào cuối tuần cho thấy bạn dễ dàng gặp phải rắc rối. Trong lĩnh vực tài lộc, bản mệnh tìm được một vài cơ hội làm ăn khá đáng cân nhắc. Thiên tài và chính tài đảm bảo cho bạn một nguồn thu ổn định, thậm chí là có sôi dư. Bạn cũng có cơ hội phát tài bất ngờ dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, khoản tiền ấy không quá lớn mà chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần và tâm trạng. Thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc, bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 5 âm lịch. Khẩu quyết, hãy có thái độ quyết đoán hơn và thực hiện mọi việc tới cùng. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu cam. Con số may mắn là số 12, số 38, số 75 và số 86. Tiếp sau đây là tháng sinh may mắn nhất của người tuổi Mậu Thân trong tháng 5 âm lịch. Thứ nhất, vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 3 âm theo lịch vạn niên là Tiết Thanh Minh. Người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để nên cũng hỗ trợ được phần nào. Từ năm 2024 trở đi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ thuận lợi, gặp dữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng mở, có thể theo nghiệp kinh doanh. Sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Mậu Thân có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn mà được hưởng hạnh phúc tiêu diêu tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình. Khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em đứng đỡ, lớn lên thì có bạn bè tương trợ. Có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc, sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bản mệnh nên tránh kinh doanh liên quan tới nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Thứ hai, vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến biết lùi, song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyện khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực tự cường, không dựa dẫm vào ai mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Sinh vào tháng 5 âm lịch, con giáp này không có tổ nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực. Sớm ra đời làm việc, họ cũng lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Ông trời chẳng phụ lòng người, từ năm 2024 trở đi, sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Thứ ba, vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm là tiết tiểu hàn trong năm. Khí trời lạnh giá khiến cho con người mất cảm giác an toàn hay thay đổi, dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì. Nhưng may mắn, thánh nhân đãi kẻ khù khờ và
vẫn có cuộc sống bình an khi về già. Con giáp này vốn dĩ cũng có phúc có lộc khi mà gia đình hòa mục, cha mẹ thương yêu. Thời còn nhỏ, họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa, độc ác với ai. Từ năm 2024 trở đi, định mệnh an bài, người tuổi Mậu Thân sinh tháng 12, không phú tất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể vì. Cuộc sống của người này an nhàn, tuổi già hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Quý vị thân mến, gặp thất bại một vài lần trong đời không có nghĩa là cuộc sống đã chấm hết. Thay vào đó, hãy suy nghĩ rằng mỗi lần vấp ngã là một lần bạn có thêm trải nghiệm để trưởng thành và cứng rắn hơn. Thay đổi suy nghĩ, nhìn nhận và phân tích mọi chuyện ở nhiều góc độ khác nhau sẽ giúp bạn tự tin, lạc quan hơn rất nhiều. Lý trí của bạn sẽ tin rằng bạn đáng được thách thức và luôn đủ khả năng để vượt qua bất kỳ hoàn cảnh nào. Bằng cách này, bạn sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn để tiếp tục tiến lên phía trước. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình, công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.